Spúňam. Niečo nejaké. Try. Mình sẽ thử một điều. Surprise hơn rất là nhiều. Ô chết chết chết. Thế là bản mới này mới đỡ đau phải hơn và đương nhiên đồ họa sẽ tốt nhanh hơn nhiều. Rồi để thấp rồi ta thấy một số cảm giác nhưng mà mới sẽ về mặt tin học mình để là nhà đây lốt nhanh hơn bản cũ mình đó, nó cũng mượt hơn có lúc nữa. Nó mượt hơn thì lúc ấy là mình dùng 3G. Nên đây mình dùng mạng 3G nên mình lắc nha các bạn. Như thế nó cũng mượt hơn rồi. Với ai có nhắn gì không? Cửa sổ bé. Tôi không phải do cửa mà là do thiết. Cái nhà này có gì để lúc không có mỗi cái ủng có thể toilet something. Cái nhà địa hình khác. Đó, giờ sao thế à?
cái map cũ này chọn nhiều hơn, mà thôi chắc bọn nó thích map cũ. Còn mình thì tùy, nhận được 1x chắc chắn là sau này khi nhận khẩu súng mình sẽ sử dụng nó. Bạn chỉ nhảy tầng 2 thôi, còn nhảy tầng 3 là sẽ bị gãy. Đây có súng rồi. Đây là súng săn. À đây là căn nhà mình vừa vào. Mình sẽ xem căn nhà phải như thế. Máy không bị đông lại dày. Sức cứu mỗi một số A4 cho cháu xem một căn nhà đặc biệt, vì vào căn nhà này cũng coi như vào bò.
Ây. Okay. Oh shit. Oh, shit. Tôi chết rồi, quên không quên chạy bộ.
Rồi. Chê 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 chê. Chết. Số bé cô gái rất mười lăm thanh niên còn sống. Mình sẽ bỏ cái xe lại cho mình sẽ chạy. Sao mà dùng
Oh.